Hi, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách để phóng to một bức hình kích thước nhỏ ở trên mạng, hay là các bạn phục vụ cho cái nhu cầu của các bạn. Các bạn nhìn bức hình này đi. Cái bức hình này mình lấy ở trên mạng rất là nhỏ, rất là nhỏ, khoảng 6 đến 10 ký hay 20 ký thôi. Nhưng mà kết quả các bạn nhìn ha, cực kỳ rõ nét. Các bạn có thể phóng to lên được, ép gỗ lên 30 luôn. Ok, cốt lõi cái vấn đề là các bạn chú ý cái trang web này ha. Chú ý cái trang web này cho mình, Enlarge Image. Enlarge Image thì có rất là nhiều trang web phóng to bức hình, nhưng mà theo đánh giá của mình thì trang này là đạt hiệu quả cao nhất. Ok, đầu tiên các bạn vô Google, mình sẽ chứng minh điều này ha. Các bạn vô Google search một cái tấm hình đã, tấm hình nhỏ thôi. Search mấy em hot girl đi cho con cái hướng làm ha. Đây rất là nhiều hình em này. Ok, các bạn chú ý bên phải là cái hình này cũng tương đối lớn rồi nha, nhưng mà cái hình thumbnail bên trái này nè thì rất là nhỏ. Mình sẽ lấy xuống cái tấm bên phải, tấm bên trái để so sánh. Tấm bên phải này thì khoảng 30 đến 70 ký gì đó không biết, nhưng mà mình sẽ làm cho các bạn cái tấm bên trái cho chứng minh cho các bạn thấy là từ những cái tấm thumbnail thôi, 6-7 ký thôi, mình có thể phóng cực kỳ to luôn. Đánh giá của mình là có thể phóng được 30-30 luôn. Nếu như các bạn lấy những tấm bên phải từ 100 ký trở lên, có thể phóng được cả 90 luôn, 60-90. Nhưng mà những cái hình phóng to các bạn cần phải vô Photoshop căn chỉnh lại một xíu nữa. Ai mà cứng về Photoshop thì có thể theo dõi cái phần sau. Còn những cái bạn nào á, chỉ cần cái hình phóng lên đó rõ nét để dùng để post Facebook này nọ các kiểu thì dùng cái trang web này là đủ rồi, không cần phải nữa. Đây các bạn nói thay trang này nó đó, đầu tiên nó xuất ra cái hình lớn bên này. Rồi mình download xong mình để đó. Mình sẽ so sánh, làm cái phép so sánh sau. Rồi, cái tấm em này là cái thứ tấm thumbnail ha. Thumbnail đó phóng ra rất là rõ luôn. Các bạn có thể dùng ngay được cái hình này luôn rồi. Để mình mở vô Photoshop để cho các bạn thấy. Đây là cái hình nhỏ này của mình. Rồi ok, để mình phóng to lại đi. Để bỏ được layer, bỏ chồng được đó. Cái hình kia rất là nhỏ luôn. Nó nhân 4 lên là như thế này. Đó, nếu như các bạn làm Photoshop thì có cách để resize, nhưng mà không được hiệu quả như thế này, không lấy được các chi tiết như thế này. Thằng này nó giống như là nó dùng thuật toán AI á, nó sẽ phục hồi lại những cái chi tiết khác. Rất là ghê ha các bạn ha. Ok, bây giờ mình sẽ làm một số cái công đoạn trong Photoshop để bức hình này có thể dùng được trong thương mại luôn. Thì đầu tiên các bạn phải nắm được cái phần làm da. Các bạn nào mà chưa coi cái bài mà mình chỉ viết một cái action ra để làm skin cho nhanh đó, cái action đó không chỉ là làm da nè, các bạn có thể xóa bóng đổ nè, để vẽ lại bóng đổ nè, để đẩy đi những vết dơ, những vết nhăn của áo nè, rất là nhiều cách. Các bạn nào chưa coi cái clip đó thì quay lại coi cái clip là cách làm da nhanh và không mất chi tiết trong vòng 3-4-5 phút ha. Các bạn coi cái clip của mình để mình kiểm tra các vùng da của cô này đó, nó làm ra nhưng mà thật ra cũng nó phục hồi sẽ một số chỗ bị lỗi. Là đầu tiên mình phải chú ý nè, con mắt, phần lông mi bị lỗi, phần răng bị mất chi tiết, phần môi bị mất chi tiết một xíu. Các cái đó các bạn nếu như làm kỹ thì các bạn phục hồi lại bằng Photoshop. Ở đây có rất là nhiều cách phục hồi nhưng mà ở đây mình làm nhanh thôi. Những chỗ nào bị mất chi tiết nhiều quá, mình sẽ chôm những chi tiết nào của người khác ở trên mạng. Chỉ cần search trên mạng rồi lấy những chi tiết về bỏ vô thôi. Cách cực kỳ đơn giản để mình làm cho các bạn coi. Ok, rồi bây giờ mình sẽ chạy cái action ha. Action này nó sẽ tạo ra đó. Các bạn chỉ cần dùng cái mixed brush lên cái phần chỗ nào dơ thôi.
chỗ nào mà nó trộn, hòa trộn giữa vùng sáng, vùng dơ và vùng sáng và vùng tối, nó hòa trộn. Tức là mình sẽ giữ lại những cái chi tiết đẹp, những cái khối đẹp. Các bạn thấy không, ví dụ như cái người mình châu Á vì sao chụp lên nó không đẹp, bởi vì người châu Á nó nhiều chi tiết quá. Khuôn mặt, ví dụ như khuôn mặt nó cái khối nó không rõ ràng, bắt buộc phải make up nhiều. Người châu Âu thì cái khối mặt nó rõ ràng, nó không cần make up nhiều luôn. Người châu Á mình á, make up lại để đẩy những cái phần khối dơ đi, những cái khối không cần thiết đi, kiểu như vậy. Mình ứng dụng cái lý thuyết nó vô đây thôi. Sorry. Mình sẽ đẩy những cái phần khối không cần thiết, kiểu như các bạn chụp mấy một cái ảnh cơ ha, cái hình lên chi tiết nhiều quá, rõ quá, nhiều khi khách người ta không thích. Ôi các anh chụp mà không có đẹp bằng hình điện thoại đấy, bởi vì hình điện thoại nó xóa hết khối rồi, nó sẽ giữ lại những cái khối cơ bản thôi mà người ta cảm thấy đẹp đó. Ok, bây giờ mình cái đó mình sẽ nói sau ha, những cái mình sẽ chỉ nói trong bức hình này, mình sẽ cân chỉnh nhanh cho các bạn. Phần này là phần nâng cao, các bạn nào không cần không có giỏi Photoshop không cần phải nghiên cứu cái này. Đây, như phần này thì mình thấy nè, cái phần răng cô này bị mất hết chi tiết rồi, thì bắt buộc mình sẽ kiếm một cái hàm răng ở trên mạng mình bỏ vô. Nó cái kiểu đó thì làm cực kỳ nhanh, cực kỳ dễ thôi, không có gì khó hết. À, ví dụ cái phần này cô này, cái hình gốc không biết có cái phần, cái phần này gọi là cái gì ta, tiếng Anh gọi là eyeliner, có eyeliner không biết nữa. Thôi mình cứ làm đi, mình phục hồi lại cho cổ đi, tô một cái lớp màu lên đi đó. Mình sẽ tạo một cái lớp color nha, sau đó mình sẽ tô brush lên, đơn giản thôi. Cái chiêu này á, thì các bạn có thể dùng trong rất là nhiều cách nè. Các bạn có thể đổi màu lại, phục hồi lại những cái màu da bị mất nè. Nếu như các bạn ví dụ những cái vùng má bị màu bạc màu á, hay các bạn chỉ cần chấm cái màu da chỗ khác, các bạn tô lên vùng da. Nhưng mà cái lớp background này các bạn nhớ là để mode là color nha. Rồi các bạn tạo một cái hue ở trên để trỏ xuống cái thằng kia để mình đổi màu tùy thích. Đầu tiên thì mình cứ tô màu nào, sau đó mình cho blur đi cho nó giống một cái cọ quẹt lên thật sự á. Rồi các bạn nhìn này, đó đầu tiên nó bị xám đó, chỗ nào nó tăng giảm sao ha, mình nói cái kỹ thuật thôi. Cho cổ một chút má hồng đi. Má hồng thì các bạn có thể dùng cái cách mà tô lên cái lớp layer color, nó tương đương với cái lớp, cái cách mà các bạn dùng cái cọ là cái mode là soft line để tô lên nha, nó hoàn toàn giống nhau. Rồi mình sẽ merge lại cái layer Ctrl Shift Internet A ha, để gộp một cái layer ở trên. Rồi cái cắt line này nó lộn xộn quá, mình bỏ đi để mình phục hồi lại. Cười xóa cái cắt line. Mình sẽ làm chậm cho các bạn coi thôi, chứ thật ra làm cái này cũng cái này theo cảm tính thôi. Tô rồi sau đó các bạn sẽ di chuyển nó, rồi giảm opacity, rồi giảm màu, kiểu bởi vì màu không thể nào trắng bum như vậy. Thường á, con mắt á thì nó sẽ trắng nhất ở giữa, rồi ngay chỗ cái phần bắt đèn á, bắt hướng ánh sáng, sau đó sẽ mờ đi. Các bạn có thể dùng làm nhanh thôi, hoặc là các bạn dùng cái tool mà tạo ra một cái quả cầu gradient để làm mờ vào hướng. Cái này làm nhanh thôi, không có quan trọng lắm. Sau đó mình sẽ chấm lại màu trắng ở giữa thì nó sẽ ra cái cut line của mắt thật thôi. Các bạn chú ý là cái này chọn cho đúng nha, không chừng nó ra cái mắt lé nha, phải chọn nó về hướng ban đầu đúng, phải dựa lên cái ánh sáng thực tế chứ không thôi là để giống mắt lé. Ok, fine. Chấm cho nó sáng ở giữa xíu nữa thì nó mới ra thiệt. Yeah, right. Ừ.
Tiếp theo là mình muốn mà transform cái hàng này, swap nó, đổi đẩy nó dài dài ra xíu, nó không thể là hình tròn được. Đó. Khá là tốt rồi ha. Xóa hết cái layer đi. Thường mình làm mình không có giữ, mình sẽ xóa hết để cho nó gọn và nó nhẹ máy đi. Chấm. Yeah. À, khá giống thiệt luôn. Cut slide. Ok, fine. Tiếp theo là mình tô cái chân mày lên một xíu. Chân mày của ta bị mất chi tiết, mình sẽ không cần vẽ lại, mình chỉ cần tô tối xuống thôi. Tô đen lên. Tô đen ở đây không được, các bạn không cần phải dùng cái cọ màu đen nha. Các bạn dựa trên cái màu của nó bằng cách dùng cái con cọ phía bên cái cọ bên bên á. Bên nó xuống, bên màu nó xuống. Đốt lên bên cái phía bên trái ngang dưới cái có cái biểu tượng bàn tay ha. Đó, các bạn tô đến đâu nhưng mà các bạn chú ý là dùng cái phần trăm ít thôi. Ở đây mình chỉ dùng cái khoảng 5% thôi các bạn tô, bởi vì cái bước tô cây cọ lần thứ nhất, lần thứ hai nó đè lên thì nó sẽ chồng lên phần đó, nó sẽ làm tối đi. Các bạn quẹt một cái thì không thấy nó nha, các bạn quẹt nhiều lần mới thấy. Các bạn phải tắt mở lại dây ở bên phải liên tục để kiểm tra nó đó. Ví dụ cái vùng môi này bị mất, mình sẽ tô màu đen lại đó, buộc cho tối lại để tái tạo lại cái đường môi. Mình sẽ tái tạo lại đường môi, sẽ bạn hình dung ra cái đường môi như thế nào, tái tạo lại nó ha. À, ok, khá là tối rồi. Rồi các bạn muốn nhấn cái vùng nào tối xuống thì cho nó tối xuống. Khi mình nhấn xuống như vậy thì cho nó tối xuống là nó không bị mất màu hay dựa trên cái màu kia nó bị chìm rồi. Còn lý thuyết gì đốt trên bên thì rất là cao siêu lắm, phức tạp lắm. Nên các bạn chỉ biết là như vậy thôi, không cần phải dùng phải hiểu nó như thế nào kỹ. Các bạn nào làm chuyên nghiệp nâng cao thì các bạn mới tìm hiểu sâu. Các bạn cứ chú ý về thật mở con mắt liên tục để kiểm tra nha. Các bạn sẽ hình dung cái khối trong đầu á, đâu là vùng tối, đâu là vùng sáng. Các bạn tô vùng tối xuống, bởi bức hình này đang ở trạng thái quá sáng nên các bạn sẽ dìm cái vùng tối xuống thôi, thì nó sẽ bức hình nó sẽ nhìn rất là có khối. Rồi mình sẽ dìm cái áo của cô này xuống một bậc ha, bởi vì cái áo nó tịt với màu da. Các bạn sẽ dùng cái quick select để chọn ra cái vùng chọn cái áo của này, làm nhanh thôi. Cái này các bạn chọn cái feeder của nó, modify cái feeder của nó ra để cho cái lớp mềm của cái biên của nó. Các bạn select xong cái vùng như shift F6 ha, shift hay là control gì đó mình không nhớ, cái control F6 để thay đổi cái feeder đó. Rồi giảm cái độ tối đúng không, control M để tập đưa cái layer để giảm cái độ sáng xuống. Tương tự cái quần của cổ cũng hơi sáng, mình giảm xuống. Cái màu này sáng quá nên xe nó sẽ không hiểu. Ok, làm từ từ thôi. Vẫn không ăn được. Ok, đi dùng thêm một cái pen nè, tô đi. Hay như cái vùng này nó sáng quá thì cái máy tính nó không hiểu, thì các bạn để cái vùng chọn nó tạo thêm một cái vùng chọn khác nữa, cộng thêm vô cái vùng chọn đó, nhanh thôi. Phải chọn Add Select vô, chọn nhau các bạn chọn Add vô nha. Tương tự bên này cũng vậy. Rồi mình sẽ tạo được cái vùng chọn cái quần. Oh sorry, mình phải Add chứ, mình New là không được rồi. Rồi mình sẽ dư một xíu, bỏ cái vùng dư bên đó đi.
các bạn bấm command để chuyển qua trừ đi cái vùng chọn nha. Rồi các bạn control M để lấy cái cover rồi giảm vùng tối xuống. Ok, đơn giản thôi, mấy cái này cơ bản. Xóa hết rồi, kiểm tra. Rồi. Mình sẽ tô môi lại cho bà này. Chọn cây cọ soft light ha, chọn màu đỏ và tô trực tiếp lên luôn. Giống như cái cách hồi nãy tô lên lớp color, nó như nhau ha các bạn ha. Các bạn chọn cái màu, tô trực tiếp lên luôn. Nhưng mà nhớ để cây cọ qua soft light ha. Soft light thì nó sẽ áp vô, nó giữ chi tiết ở phía dưới. Nhớ soft light nha. Các bạn có để normal thì nó tô lên, nó mất chi tiết ở dưới. Rồi, vấn đề ở đây là cái vùng răng của cô này nó phục hồi không tốt, mất cái răng mà thật ra làm sao phục hồi tốt được. Cái hình có 5-6 kg. Ok. Rồi, xóa hết đi, kiểm tra đi, khá tốt rồi. Hơi dư sáng một xíu. Mình chìm hết vùng tối xuống. Sau đó cho mặt sáng lên lại. Làm thường thì mình làm phím tắt nha, nhưng mà để làm cho các bạn thấy á, mình sẽ làm bằng cái chuột. Chứ mà làm nhiều á, làm mỗi ngày làm cái mấy cuốn album thì các bạn bắt buộc phải học thuộc phím tắt mới làm nhanh được, đẩy nhanh cái tiến độ công việc mình được. Có nhiều bạn designer mình làm với mình á, mình có đẩy những album ra cho khách bên ngoài, các bạn restart cái bước chạy da cho mình á, rồi đẩy lại giúp mình làm màu á, thì các bạn làm rất là nhanh. Ok, bây giờ mình sẽ tìm cái răng. Thì các bạn search một cái, ví dụ như là người cười đi, smile. Tìm người, nhưng mà nhớ bạn mình nhớ cái góc độ của khuôn mặt của bức hình ha. Đi tìm cái góc độ của khuôn mặt. Đây, cô này có góc mặt tương đối nè. Ồ, hàm răng cũng đẹp quá. Rồi mình chôn cái hàm răng xuống. Rồi mình copy, mình trực tiếp vào đây luôn. Mình dùng mask nên copy trực tiếp trên màn hình này luôn, đẩy xuống rồi paste nó vô. Paste nó vô luôn, trực tiếp luôn, không cần phải xeo hình gì luôn. Đây, bây giờ bước căn chỉnh nè. Cho nó nhỏ lại. Và các bạn giảm cái opacity xuống để còn thấy cái lớp ở dưới mà cân theo ha. Rồi ráp vô, khá đẹp luôn, cũng tương đối cân xứng, nhưng mà cũng phải cân chỉnh một nhiều á, giữa cái việc ghép á để cho nó thiệt với mới mà ghép sơ thì nó rất là khó nha. Ghép mà người ta cho người ta nhìn mà người ta không biết là ghép chuyên nghiệp rất là khó. Bởi vậy nhiều cô dâu chú rể cái muốn ghép này ghép kia mà thật ra ghép bên mình cũng không có chụp để ghép nữa. Bây giờ chụp ở studio biểu ghép ra biển, biểu ghép trên núi rừng này nọ đâu có được. Mấy cái style ghép hồi xưa bây giờ các tiệm không còn tiệm nào ghép nữa chưa, bỏ hết. Manip thì chỉ làm cho cái bức hình nó hoàn hảo hơn chứ không phải là biến đổi hoàn toàn bức hình. Nó không có ghép cảnh, mình tuyệt đối không ghép cảnh. Mình chỉ thêm bớt, ví dụ chỗ này xấu quá bỏ đi, đẩy cái phần khác vô. Cái răng cô này mà nếu như để vậy cũng thấy hư bị hô ha. Đó, mình inverse cái mặt nó lên, bắt đầu phải tô lại, tô để nó lộ cái răng lại. Ctrl Y để inverse ra, rồi bây giờ mình tô ra để nó lộ cái răng ra. Để các bạn yên tâm, mình còn phải căn chỉnh nhiều nên cứ tô thoải mái. Làm việc tất cả các bạn phải làm trên mask, không bao giờ được dùng cái công cụ tẩy nha. Phải dùng mask đi còn cái gì nó phục hồi được. Còn cái răng hô thì mình nên xoay một xíu, chứ không thôi cái răng nó xỉ ra thì nó bị hô á.
Ok, như vậy cái góc độ của cái bức hình này, bức hình kia nó không giống nhau. Nên mình lấy được bên này tới cái đầu kia của cái răng này nó đã bị mất rồi. Nên bắt buộc mình phải kéo giãn cái vùng răng phía bên kia ra. Mình sẽ kéo nhẹ cái vùng răng bên kia ra xíu. Đó, mình sẽ biến đổi cái vùng răng. Đó. Ok, thấy đẹp hơn chưa? Mình tin chắc là cái cô này hình gốc cũng răng cũng cỡ như vậy, khá là đẹp. Để xíu nữa sợ thử cô này cái hình gốc hình lớn như thế nào. Bởi vì cái hình thumbnail nó quá nhỏ này mình không có biết được ha. Kể cả mình coi cũng không có thấy được. Đẹp. Răng đã được phục hồi. Chồm cái răng của bà nào ở trên mạng đó, không biết nữa. Ủa, như vậy không cần gì làm gì luôn. Nhưng mà bạn kỹ hơn thì phải xóa chi tiết tuyệt đối khi mà ghép, không được vừa để bị lỗi ha. Lỗi là coi như là amateur rất là nguy hiểm. Đẹp quá. Ước gì có bộ răng giống của này. Rồi, xóa đi. Các bạn dust and burn như vùng răng, nhiều bạn mình thấy cứ dust and burn cố gắng đánh trắng cái răng thiệt trắng ra. Khi mà người ta mà đánh cái răng thiệt trắng á, rồi so với trắng nó tùy thuộc vào cái độ sáng của nguyên bức hình nữa nha các bạn. Các bạn cứ dùng cái công cụ dust nó tô vô cái răng thì nó sẽ làm cho cái răng giống như người ta bị hô á. Nhiều cô dâu chú rể người ta cũng phàn nàn cái đó. Sao răng mình bị hô dữ vậy, là do các bạn làm quá khuôn mặt hay trắng bệt. Cứ đánh sáng khuôn mặt lên rồi tô răng nữa. Mặt thì sáng mà răng bị hô, các bạn hay bị lỗi đó ha. Trắng sáng là đẹp thì đương nhiên nó phải còn khối trên khuôn mặt. Các bạn chú ý những cái hình Hàn Quốc rất là đẹp. Hình Hàn Quốc rất là đẹp bởi vì nó còn giữ khối. Nó trắng sáng nhưng mà nó còn giữ khối. Ok, mình sẽ cái chân mày, cái eyeliner này nó chưa được tốt lắm. Mình xóa lại cái vùng cho nó mịn lại cái da trên này là xíu. Rồi. Đi tìm cái lông mi. Cái lông mi gọi là, tiếng Anh gọi là không phải eyeliner, mascara. Không phải eyeliner, mascara. Đi tìm cái chân mi mà các bạn nên tìm cái phần transparent á. Nên các bạn chỉ cần đánh vô rồi stop hay là eye mascara stop. Nếu như nó không ra thì các bạn đánh thành BNG nữa là nó ra cái hình trong suốt thôi. Hình trong suốt luôn. Khi các bạn bỏ vô thì nó ok, lông mi này cũng ok ha. Các bạn không copy được mà các bạn phải save hình nha. Khi copy thì nó sẽ không transfer lên được. Không trong suốt được. Ủa, sao nó không trong suốt? Bị sai chỗ nào? Ok. Thử. Các bạn chỉ cần đổi layer mod thì nó sẽ mất. Thôi, lấy cái lông mi khác, cái lông mi nó có vẻ không ổn. Để coi có cái lông mi nào nhìn thiệt hơn không. Mình nghi ngờ cái này, mấy cái chamberlain này không phải chamberlain thật quá. Nhưng mà không sao, mình cứ bỏ vô, mình lấy những cái đường kẻ của nó thôi. Các bạn có thể search ở trên mạng tìm những cái brush về mascara có sẵn ha. Này, mình lấy đỡ tấm này đi. Này, mình lấy cái lông mi bên phải thôi. Bỏ cái lông mi này vô cô này giống
giống Diễm My quá. Không, Diễm My, Diễm My thời xưa mới bị hồi Biệt Động Sài Gòn chứ không phải Diễm Diễm My chính ít. Cô này mắt nhỏ mà. Cái vùng trắng trắng của cái lông mi các bạn không quan tâm nha. Xíu nữa mình sẽ giảm opacity đi thì rồi blur nhẹ nó nữa, bởi vì bức hình này nó phải đi như vậy. Chứ mà cái hình mà tự nhiên nó bị không được rõ nét lắm mà tự nhiên cái trong lông mi nó rõ quá thì người ta biết là hình giả liền. Ok, mình blur đi một xíu. Cũng khá là ổn. Trả lại. Chuyển nó qua mode multiply nha, lay nha các bạn. Các bạn tìm được cái file PNG nha, BFNG á, thì các bạn bỏ vô thì nó transparent luôn. Các bạn không có thì các bạn chuyển nó qua mode multiply rồi xóa đi. Hoặc là tìm các bạn tìm cái file trắng đen cũng được, bỏ vô multiply thì nó mất đi màu trắng, nó giữ lại màu đen thôi. Có rất là nhiều cách. Các bạn tìm ra cái gì bỏ vô cái nấy, không cần phải tìm đúng như vậy. Đó. Ok. Bỏ lông mì. Có răng, có lông mì, có cast line trên mắt. Phục hồi được nè. Các bạn làm quen làm nhanh thì cực kỳ nhanh. Cái hình này làm trong 5-10 phút là xong rồi. Đây mình làm chậm cho các bạn thấy. Rồi bây giờ tôi cho mẻ thêm cái phần eyeliner. Cho nó có khối trên cái bọng mắt á, cái phần mắt phía trên á. Rồi các bạn đi blur nó một xíu cho nó mềm đi cái vùng da đi. Rồi nhìn rất là thiệt, nó sẽ giống như là người ta thật sự tô cọ lên trên cái phía dưới này các bạn. Hồi nãy mình làm bị mình tô có ngáy quá thì mình sẽ cho nó đen đi một xíu, chứ mà phía dưới này mà nó láng o thì nó nhìn nó rất là giả. Trả lại một xíu. Mấy cái này cần phải có kinh nghiệm nhiều nha các bạn, không phải có một cái công thức nhất định. Các bạn càng làm nhiều, các bạn nhìn cái rác các bạn ở chỗ này biết mình sẽ giảm bao nhiêu. Thay vì chỉ cần opacity chừng đó mà các bạn nhích lên một xíu thì nó lại khác liền luôn. Tất cả mọi thứ này da giảm vừa phải, rất là nhẹ. Bắt buộc các bạn phải làm rất là nhiều. Hoặc là các bạn xem hình rất là nhiều. Rồi, mình sẽ sharpen lên thì cái sharpen các mình dùng 2 bar bình thường thôi. Sharpen 2 bar vô một số chỗ cần thiết thôi chứ không sắp bình nguyên cả bức hình đâu. Vô ví dụ như phần mắt, môi, mũi, miệng. Đấy, da thì không cần. Thực ra các bạn muốn làm cho da thiệt lên hạt thì cũng có cách chứ không phải là không. Giống như một bức hình chất lượng cao luôn, là các bạn có thể lấy search một số cái brush ở trên mạng về hạt da, skin tone hạt da trên mặt về bỏ vô luôn. Thì nó tái tạo hoặc da như thiệt luôn. Ở đây không cần thiết. Các bạn mà làm được như vậy thì cũng rất là đạt được level rất là cao rồi. Ok, bây giờ các bạn so sánh lại cái hình gốc ban đầu nè. Đó, mình sẽ so sánh cho các bạn coi. Cực kỳ nát bét luôn. Hình 6kb trên mạng. Bức hình sau phục hồi hết tất cả các chi tiết, rõ nét, shadow, highlight. Đó,
Rồi bây giờ qua công đoạn căn màu thêm xíu nữa. Căn màu thì có hàng ngàn cách. Ở đây mình muốn cái tông màu nó nhẹ nhẹ qua màu xanh xanh với blue đi. Mình thích cái màu tông xanh xanh blue cho nó nhìn nó giống Hàn Quốc một xíu hay Nhật Bản gì đó. Nhiều cách lắm, các bạn có thể tìm lút ở trên mạng hay là gì đó rồi về căn chỉnh. Nhưng mà không có cái lút nào mà áp vô cái ra liền đâu. Bắt buộc các bạn phải cần tới cần lui theo vừa mắt thôi. Nên mình dùng thẳng cái lookup table của nó luôn. Có một số cái màu sẵn rồi đó, sau đó mới gia giảm thôi. Như Ninh đã nói cái phần trước á, cái phần làm màu thì rất là dễ, tùy theo người. Nhiều khi các bạn làm màu thì phá hỏng nguyên bức hình mất tiêu luôn. Thật ra cái bức hình như nãy cũng khá là đẹp rồi, màu trắng sáng. Khi các bạn ra làm xong bức hình không biết cân thì nó hình nó bị mất chi tiết là một, bệt màu là hai, nên rất là quan trọng. Nên các bạn mà nhiều khi các bạn làm xong người ta không thích, blend màu xong người ta không thích. Nhất là với nhiều cô dâu chú rể, người ta nói anh blend màu sao anh cảm thấy đẹp thôi. Nhưng mà blend màu theo ý mình xong người ta muốn là không thấy đẹp bằng thành gốc. Rất là nguy hiểm nha các bạn. Khi mình làm mình cố gắng mình giữ nhiều cái version. Mình giữ cái version đầu tiên trước khi căn màu trắng sáng đẹp. Rồi. Sau đó mình sẽ clone đi căn màu. Căn màu xong không thích trả về ban đầu, chứ mà mình lấy cái đó mình áp vô luôn một cái. Xong người ta ơi không thích, mình muốn trắng sáng cơ, mình xuống ABC kia thì chết cha luôn, không có cái bạn để phục hồi. Nhớ là luôn 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 cái version chạy ra rồi làm màu trắng sáng để đó, đâu có đẩy màu. Ok. Đó, mình đẩy đẩy blue lên một xíu. Đẩy blue shadow lên một xíu. Reset thì mình có cái không phải 100.000 cái reset nhưng mà có bao giờ dùng nhiều được đâu. Nhưng mà bạn dùng cái level, chọn cái blue đẩy nhẹ cái level blue xuống là nó làm blue rồi. Mình nhớ gia giảm được phải thôi. Ví dụ như vậy thì nó bị tím cái hình rồi. Các bạn thấy không? Tím. Căn cái này bắt buộc phải có cảm xúc. Mình lấy lại cái vùng da của cái này một xíu. Mình giúp mình cái lúc của em vừa phải thôi. Đó mình như mình nói nãy á, các thông số opacity nó vừa phải thôi. Các bạn dùng nhiều quá cũng không được, bắt buộc phải có kinh nghiệm nhiều. Còn một người như vậy, các bạn nhìn vô bức hình cứ ồ cái này tao biết rồi, cái kia tao biết rồi, cái kia tao biết rồi, nhưng mà khi các bạn làm thực tế, cần có một bức hình làm thực tế. Khi một người ta có một bức hình hoàn toàn mới, mình bắt đầu mình cảm nhận và mình làm theo cái màu mà cuối cùng nó ai công nhận, người ta công nhận là đẹp thì mới là đẹp. Chứ còn mình đi mà cố gắng bước trước người ta, theo style người ta từ áo quần xong về làm màu như vậy thì cũng không tốt. Thực ra muốn thành công các bạn phải đi trước và thật sự sáng tạo ra, tạo ra cái style của mình. Bắt chước thì tốt thôi chứ không phải là gì. Mình thật ra ai cũng phải bắt chước hết, nhưng mà đạt tới một level nào đó các bạn phải sáng tạo. Cái này là ok. Màu này là màu JAV, màu Nhật Bản thì nó hơi bị xanh xanh. Nhưng mà nhớ xanh xanh của hàng Nhật Bản thì nó không có bệt màu nha các bạn. Nhiều bạn làm xanh giảm hết cái contrast xuống, nhìn nó bệt tùm lum hết, rất là kỳ. Có vẻ không ổn, hồi trả về ban đầu đi. Giữ áp nó một xíu màu vàng vừa. Giữ một xíu thôi, nguy hiểm quá. Yeah.
mình hay dùng cái plugin Color, cái color effect. Thì ở đây á, mình sẽ dùng cái Dash. Cái này á, giống như Vinish thôi, cái này control lại vùng sáng. Các bạn chỉ vô chỗ nào là chỗ đó sáng, còn mấy chỗ kia nó sẽ giảm tối lại. Nhưng mà ở đây, cái thằng này á, nó cho mình control được chỗ nào sáng, chỗ nào tối, control được hết hệ. Sáng bao nhiêu, tối bao nhiêu, rất là hay. Thằng này thì nó rất là nhiều cái công cụ, nhưng mà các bạn dùng nhiều nó bị rối lắm. Các bạn chỉ cần dùng vài cái công cụ nó là đủ rồi. Thứ nhất là darken ở giữa và tối xung quanh. Đó, các bạn nhìn kỹ cái thanh cái này. Sau đó các bạn apply thêm, cộng thêm. Apply thêm tiếp một cái layer khác, làm sao các bạn ok xong các bạn vô lại apply thêm cái nữa. Nếu các bạn làm không quen á, khi bạn apply nhiều cái á thì cái thông số này nó bị mất. Nếu các bạn muốn cái thông số này lưu lại á, thì trước khi vô đây á, các bạn convert cái phần layer này qua cái phần Smart Object ha. Để trước khi vô đây thì tất cả cái thông số của mình chỉnh từ cái filter này á, nó được lưu lại trong cái Smart Object đó. Đó, mình dùng đó để mình dùng cho những cái hình tiếp theo. Hoặc ở đây thì các bạn nhìn phía bên trái phía dưới, nó có cái phần gọi là Cell Receipt. Tức là các bạn nếu ở đây các bạn bên phải này các bạn làm rất là nhiều ha, thì các bạn không nhớ nó làm những cái gì, thì các bạn sell tất cả những cái này thông số này dưới dạng một cái receipt để dùng. Rồi các hình khác vô, mình chỉ cần chấm vô cái receipt đó thì nó sẽ load vô lại đúng cái hình này thôi. Ok, đó, mình thực ra tất cả những hình của mình chỉ dùng 4 cái phần color effect thôi. Nhưng mà như mình đã nói là phải có kinh nghiệm, phải cảm nhận nó, phải dùng bao nhiêu là vừa. Mấy cái hình facing á, cái total contrast này rất là quan trọng. Các bạn đẩy như thế nào để cho nó lên khối chi tiết, lên hạt, các thứ đều dùng từ đó mà ra hết. Ok. Bây giờ mình liquify thêm một xíu ha. Muốn lỡ làm cho nó hoàn hảo luôn. Thì thức hình cô này thì quá đẹp rồi, không cần liquify nhiều. Thì mình muốn làm để cho các bạn thấy là rồi chỗ này mình liquify nó như thế nào. Bóp nén như thế nào ha. Liquify cũng rất là cần có nhiều kinh nghiệm. Khi liquify là quan trọng, dùng cây quan trọng nhất của liquify là độ to nhỏ của cái cọ đó như thế nào để nó khỏi ảnh hưởng đến cái vùng như thế nào, cái cách để đẩy cái vùng liquify nó tùy thuộc vô những cái vật thể xung quanh nữa, để nó khỏi bị biến dạng những vật thể xung quanh. Nó như anh chàng này chụp cái cô này ở góc 35 hay sao á, cái phần đầu thì to, mông thì rất là nhỏ. Các bạn cố gắng đẩy cái vùng cái mông ra một xíu, chứ không thì tỷ lệ nó kỳ đầu độ to đến nhỏ. Chân ngược lên một xíu. Vậy các bạn đừng có tin vào Photoshop nha. Kể cả clip bây giờ cũng không tin được. Clip bây giờ beauty chỉnh quá dễ dàng luôn. So quá đẹp, so cool. Ok,
Như vậy là hôm nay mình đã chỉ cho các bạn cách nè, là convert một bức hình từ kích thước rất rất là nhỏ qua một cái hình xài được, có thể phóng to được, rồi cách để làm sao tái tạo những cái vùng bị mất dành cho những người có yêu cầu cao hơn. Đây, các bạn nhìn là cái bức hình trước khi xử lý. Bức hình lấy ở trên mạng, hình khoảng 5-7kg, lấy từ cái thumbnail ở trên Facebook. Các bạn lấy, có thể lấy cái avatar của người khác ở trên mạng lấy xuống. Bảo đảm các bạn sẽ làm ra được tấm hình như thế này, cực kỳ hiệu quả. Mình bỏ vô để so sánh cho các bạn coi ha. Ok, trong phần có thể là cái phần kế tiếp mình sẽ chỉ các bạn chi tiết hơn về Photoshop. Các bạn thấy hay thì comment ở dưới và subscribe ha, để cho mình có động lực để làm những cái clip tiếp theo. Photoshop thì nó rất là rộng, bao la. Mình ngồi làm để nói chuyện với các bạn như thế này thì thật sự không biết bắt đầu từ như thế nào. Rồi, ok ha. Yeah, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau nha.